Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Thảo Yên, Hoàng Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả. Chúng tôi đang tường trình breaking news từ thủ đô Kabul và tại phi trường quốc tế Kabul. Vào sáng ngày hôm nay đã có những tin tức bước đầu nói rằng có một vụ nổ bom. Sau đó thì ngũ giác đài đã xác nhận với cơ quan truyền thông Hoa Kỳ có một vụ nổ bom. Nhưng mà sau đó khoảng 1 giờ đồng hồ sau thì bây giờ họ xác nhận 2 vụ nổ bom. Và đây là bản đồ ở tại phi trường Hamid Karzai International Airport, viết tắt trên thuật ngữ quốc tế là KBL, tức là Kabul Airport, thưa quý vị. Cách xa thủ đô Kabul, nằm trong thủ đô nhưng mà ở xa trung tâm thành phố. Tại đây diễn biến biến động trong mấy ngày qua kể từ khi mà lực lượng Taliban chiếm quá nhanh thủ đô Kabul, khiến lực lượng Hoa Kỳ trở tay không kịp. Và trước đó bọn ISIS đã đưa ra các khuyến cáo và kể cả tên lãnh đạo Al-Qaeda là Haqqani cũng tuyên bố sẽ trở lại hoạt động. Và vì vậy các khuyến cáo đưa ra trong thời gian qua và người ta cũng không ngờ cái vụ tấn công này diễn ra nhanh đến như thế. Tin tức breaking news ghi nhận thêm nữa một vụ nổ bom ở cổng vào phi trường Kabul, một vụ nổ khác ở tại một khách sạn cũng ở thủ đô Kabul. Đang lo sợ là khách sạn này là nơi mà các ký giả, phóng viên ngoại quốc kể cả Hoa Kỳ trú ngụ trong thời gian qua. Tin tức mới nhất ghi nhận được trong số những người tử vong, họ nói con số đầu tiên là 13 nhưng mà có khả năng là nhiều hơn nữa, bởi vì đây là một kẻ ôm bom tự sát. Cái phương cách tự sát nghĩa là trà trộn giả bộ là người tìm cách xin tị nạn rồi cho nổ bom ngay giữa đám đông, có thể chết nhiều người hơn nữa. Trong số 13 người tử vong này có trẻ em Afghanistan, phần lớn đi theo bố mẹ trong các gia đình để xin tị nạn. Và họ nói rằng mới đầu thì có người bị thương là binh sĩ Hoa Kỳ, nhưng bây giờ có khả năng là kể cả 3 binh sĩ Hoa Kỳ trong lực lượng đặc nhiệm cũng đã tử vong. Các tin tức này sẽ phải chờ được ngũ giác đài chính thức xác nhận, và trong vòng một vài tiếng đồng hồ nữa sẽ có các cuộc họp cần thiết. Ngay lập tức, ông Tổng thống Biden sáng nay đang bận rộn chuẩn bị các vấn đề thời sự trong ngày, bao gồm vấn đề Afghanistan nữa. Ông được nhận được báo cáo vào mỗi sáng sớm khi ăn sáng. Giờ đây thì ngay lập tức khi mà xảy ra vụ nổ bom, ông đã được đưa vào Situation Room, tạm dịch là căn phòng chiến sự, căn phòng nhỏ, nơi đó các giới chức lãnh đạo quân đội cao cấp nhất. Chúng ta còn nhớ cái hình ảnh của bà Clinton, ông Tổng thống Obama trong cái vụ mà lực lượng đặc nhiệm tấn công tiêu diệt Osama Bin Laden ở tại Pakistan, thì có căn phòng chiến sự. Căn phòng này ông Biden vào đây để được các giới chức, bởi vì họ có các video quay trực tiếp ở tại phi trường, báo cáo ngay hiện tại. Ông muốn biết được cái tình hình như thế nào và nhìn thấy hiện trường ra sao để đi đến quyết định trong vòng vài tiếng nữa sẽ thực hiện như thế nào. Cho đến giờ phút này, theo bản tin ghi nhận, ngũ giác đài cho biết insisted, nhất định là sẽ không có di tản binh sĩ bằng máy bay ra khỏi phi trường để bảo vệ binh sĩ. Bởi vì họ nói rằng trong vòng 36 tiếng đồng hồ tới vô cùng quan trọng. Bởi vì có những cái nguồn tin nói rằng 36 tiếng đồng hồ tới đó, có khả năng là ISIS, Al-Qaeda thực hiện thêm nhiều vụ nổ bom nữa. Cho nên trong vòng không phải 36 tiếng, nhưng trong vòng vài tiếng nữa, cái quyết định vô cùng quan trọng sẽ đến từ Tổng thống Joe Biden. Liệu rằng binh sĩ Hoa Kỳ sẽ phải triệt thoái toàn bộ trong vòng 24 giờ tới, hay sẽ tiếp tục? Và cái việc mà tấn công tự sát như vậy đó, binh sĩ Hoa Kỳ hiện nay vẫn còn 1.500 ở đây và binh sĩ ngoại quốc khác nữa. Họ sẽ bảo vệ phi trường này như thế nào và sẽ kiểm soát cái dòng người Afghanistan vào đây
để tránh cái tình trạng xảy ra nổ bom tự sát lần nữa. Nhưng mà đó là ở chung quanh phi trường, còn chuyện mà bắn súng cối vào thì sao? Và liệu rằng Taliban có hợp tác để bảo vệ an ninh? Bởi vì Taliban không tuyên bố gì cả. Họ tuyên bố như thế này: họ đồng ý với ngày 31 và không đưa ra bất cứ vấn đề an ninh. An ninh là sẽ do binh sĩ Hoa Kỳ và binh sĩ đồng minh thực hiện. Còn cái chu vi chung quanh đó, cái chuyện mà ISIS, Al-Qaeda tấn công, Taliban không hề có tiếng nói hay là bảo vệ cả. Cái chuyện mà bảo vệ an ninh để di tản nằm trong tay binh sĩ Hoa Kỳ và quân đội Hoa Kỳ cũng như quân đội đồng minh. Đó là một cái vấn đề rất lớn. Cho nên trong vài tiếng đồng hồ nữa, quyết định quan trọng vô cùng là: một, triệt thoái binh sĩ để bảo vệ binh sĩ Hoa Kỳ còn lại trong phi trường, hay sẽ chỉ bảo vệ công dân Mỹ mà thôi. Bởi vì cho đến giờ phút này họ nói là ngay cả một gia đình ở San Diego, cả chục người, trong đó có các học sinh đi theo với bố mẹ sang Afghanistan trú ngụ trong thời gian qua, giờ đây thì cũng còn đang kẹt ở tại phi trường này. Trong đó có cả ngàn người công dân Mỹ hiện nay vẫn còn kẹt, có gia đình, họ là giới chức làm việc cho ngoại giao và đại diện cho ban cố vấn của phía Hoa Kỳ. Ít nhất là còn 1.000 người, đây là bản con số hôm qua thì nó 1.500, bây giờ 1.000 người have not been able to evacuate, không khả năng để di tản được. Thậm chí có những người còn kẹt ở bên ngoài phi trường. Như vậy với cái vấn đề nổ sáng ngày hôm nay đó, chúng ta sẽ thấy là binh sĩ Hoa Kỳ sẽ có thể bao vây các khu vực này, họ đóng cửa phi trường lại. Và nếu đóng cửa phi trường lại này, việc mà cho nhỏ giọt những cái người vào trong này có thể là sẽ chỉ có lựa chọn công dân Mỹ vào đây mà thôi. Chúng tôi tiếp tục sẽ theo dõi và chờ đợi xem coi quyết định của Tổng thống Joe Biden sẽ như thế nào, là liệu rằng một là cho di tản chỉ có, bởi vì đây là cái tình huống vô cùng khẩn cấp, chỉ di tản công dân Mỹ mà thôi, và công dân của Afghanistan đành phải bỏ rơi. Đó là tình hình tính cho đến giờ phút này, ngay sau hai vụ tấn công. Vụ tấn công thứ nhất ở phi trường Kabul, chúng ta biết có 13 người tử vong, nhưng mà con số này chỉ được đưa ra chớp nhoáng vào sáng ngày hôm nay, chưa được giới chức ngũ giác đài xác nhận. Vụ tấn công thứ nhì ở khách sạn Kabul thì như thế nào? Chưa thấy có tin tức, và chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi trong vòng vài phút đồng hồ tới để xem có thương vong hay tử vong ở tại khách sạn Kabul hay không. Và quay trở về với những bản tin địa phương thì thưa quý vị, cảnh sát ở tại Redondo Beach cho biết là hiện nay họ vẫn đang điều tra một cái vụ nổ súng vừa diễn ra tối ngày hôm qua ở tại Redondo Beach Pier. Thì đây là hình ảnh tối ngày hôm qua thưa quý vị. Phía cảnh sát cho biết là có một cái vụ nổ súng và có hai người bị thương. Cảnh sát cho biết là khoảng 8 giờ 20 phút tối hôm qua đó là họ bắt đầu nhận được hàng loạt cuộc gọi của người dân xung quanh khu vực này, nói là có active shooter ở ngay cái bến cảng. Thì cảnh sát và những người mà nhân chứng đó họ kể là cái tên tay súng đó xuất hiện ở cái bãi đậu xe của cái khu vực này và y bắt đầu đi xung quanh và bắn loạn xạ vào những người ở đó. Thì một trong hai người bị thương đó, ông nhân chứng sau khi mà được vào bệnh viện thì ông kể lại là ông đang đi bộ ra xe thì bất ngờ bị tay súng chĩa súng bắn lần đầu tiên. Và ông này ổng té xuống, nhưng mà rất là may y chĩa súng muốn bắn tiếp lần nữa thì ổng đã nhanh trí đó, ổng lăn vào gầm một cái xe, cho nên là cái phát thứ nhì đó y bắn hụt và ổng sống sót được. Và sau đó ổng kể là ổng thấy y tiếp tục đi và bắn tiếp những người khác. Và khi mà những người cảnh sát đầu tiên đến đó thì phía cảnh sát cho biết là có chạm trán với tay súng và người cảnh sát đầu tiên có nổ súng, nhưng mà y vẫn chạy mất được. Thì đến khoảng 9 giờ 30 tối như quý vị thấy là bắt đầu cảnh sát phong tỏa hết tất cả khu vực này, và có một số cái nhà hàng nhỏ ở đây thì cảnh sát yêu cầu là nhà hàng phải đóng cửa ngay lập tức, và nếu mà có thực khách ở bên trong đó thì cho họ trú ẩn và cho đến khi mà cảnh sát nói là an toàn thì mới mở cửa ra.
Và đến lúc đó thì đã có sự phối hợp với SWAT team. Như quý vị thấy đó là bắt đầu SWAT team họ sử dụng khói cây đó, bởi vì tay súng này đã lẫn trốn ở cái khu vực những cái hòn đá ở cái bãi biển, cho nên là SWAT team dùng khói cây để mà lùa y vào một góc, và cuối cùng họ đã nhìn thấy y, và y đang nấp ở một cái hòn đá, cho nên là phía cảnh sát cũng như là SWAT team đã nổ súng bắn chết tên này. Nhưng mà đến bây giờ đã cảnh sát vẫn chưa có công bố danh tính của người này. Thì theo các nhân chứng cho biết mà lúc mà y nổ súng bắn người đó thì gương mặt của y rất là giận dữ và y chửi thề liên tục, thì có thể là tinh thần không có ổn định và y không hề quen biết với tất cả nạn nhân. Hai người bị bắn đã qua khỏi cơn nguy hiểm và hiện nay đang ở trong bệnh viện. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý ngay sau phần quảng cáo. Mời quý vị cùng theo dõi.